Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới với những tin sau đây. Nga ồ ạt pháo kích vào các thành phố Ukraine, bị khối Liên Âu lên án. Người Pháp tuần hành ở Paris bày tỏ tình đoàn kết với phụ nữ Iran. Hãng hàng không Lufthansa đã yêu cầu hành khách tắt AirTags trong hành lý ký gửi. Mỹ kêu gọi Đài Loan mua hỏa tuyển HIMARS để chống Trung Quốc. Mỹ và Philippines mở cuộc tập trận ở Biển Đông. Cảnh sát San Bernardino bắt quả tang nghi can cài máy đọc thẻ ATM. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các kinh tế gia Hoa Kỳ Bernanke, Diamond, David đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2022. Kính thưa quý vị, các kinh tế gia Hoa Kỳ Ben Bernanke, Douglas Diamond and Philip Dick đã giành được giải Nobel Kinh tế vào năm 2022 để tưởng thưởng công trình nghiên cứu về hoạt động của hệ thống ngân hàng và nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bernanke là chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang từ năm 2006 đến năm 2014 và đang làm việc tại Viện Brooklyn ở Washington DC. Còn Diamond là giáo sư trường kinh doanh Broad của trường Đại học Chicago, and David là giáo sư trường kinh doanh Oakland của trường Đại học Washington ở St. Lawrence. Theo thông báo của Ủy ban Nobel, thì các kinh tế gia đã nâng cao nhận thức của con người về vai trò của ngân hàng trong các hoạt động kinh tế hồi thập niên 1980, đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng tài chính, và kết luận rằng các biện pháp ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng là hết sức quan trọng, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến năm 2009 vào mùa đại dịch COVID-19. Bernanke đã phân tích về sự tác động của cuộc đại suy thoái hồi thập niên năm 1930 để kết luận rằng hoạt động của hệ thống ngân hàng là nguyên nhân chính đã làm cuộc khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. Trong khi đó, thì Diamond và David có công xem xét vai trò xã hội của các ngân hàng trong việc xoa dịu sự căng thẳng ở người gửi tiền tiết kiệm ngắn hạn, trong khi nền kinh tế cần vốn đầu tư dài hạn, cũng như phương thức cho phép các chính phủ giúp ngăn chặn sự sụp đổ của ngân hàng bằng cách cung cấp bảo hiểm tiền gửi và đóng vai trò người cho vay cuối cùng. Các kinh tế gia nói trên chia nhau giải thưởng 10 triệu krona Thụy Điển, sắp xỉ là 900.000 Mỹ Kim. Nga đã ồ ạt pháo kích các thành phố Ukraine và đã bị khối Liên Âu lên án. Thưa quý vị, thủ đô Kiev và một số thành phố lớn ở Ukraine đã bị tấn công bởi một loạt hỏa tiễn của Nga nhắm vào các mục tiêu dân sự, làm cho nhiều người thiệt mạng. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin vào hôm thứ Hai tuyên bố là đã phóng hỏa tiễn tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine để trả đũa cuộc tấn công khủng bố lãnh thổ của Nga và cảnh cáo là sẽ tấn công khốc liệt hơn. Các vụ tấn công được ghi nhận tại Lviv, Tempel và Zhytomyr ở phía tây của Ukraine, Dnipro, Kramatorsk ở miền trung, Zaporizhia ở phía nam và Kharkiv ở phía đông. Tại thủ đô Kiev, thì các cuộc tấn công xảy ra ngay giữa trung tâm của thành phố đông đúc vào giờ cao điểm và một buổi sáng, khoét một miệng núi lửa khổng lồ cạnh sân chơi trẻ em ở công viên trung tâm thành phố Kiev. Hàng loạt hỏa tiễn phóng đến buộc những người đi bộ tìm nơi trú ẩn ở lối vào các trạm xe điện ngầm. Theo ký giả Roy Charles của Al Jazeera, thì người dân thủ đô Kiev không còn chú ý đến tiếng còi báo động nhiều tháng qua. Cho đến sáng ngày Chủ nhật thì ồ ạt xảy ra vụ pháo kích được coi là hành động trả đũa của ông Putin sau khi mà chiếc cầu Crimea bị nổ sập. Theo tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh quân đội của Ukraine, thì 75 hỏa tiễn đã được phóng đi, nhưng 41 hỏa tiễn bị hệ thống phòng thủ của Ukraine bắn chận. Ông Putin vào hôm Chủ nhật đã gọi vụ nổ làm hỏng chiếc cầu duy nhất bắc qua eo biển Kerch tới bán đảo Crimea là hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng hàng đầu của Nga. Ukraine không nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ chiếc cầu mà ông Putin đích thân chủ tọa buổi lễ khai trương tuyến đường tiếp tế hàng hóa và vật dụng chiến lược cho lực lượng của Nga ở miền nam Ukraine và biểu tượng của Nga tại Crimea, bán đảo bị Nga sáp nhập sau khi mà chiếm giữ vào năm 2014. Ủy ban châu Âu vào hôm thứ Hai đã lên án Nga tấn công Kiev và các thành phố của Ukraine bằng hỏa tiễn là hành động mang rợ, đồng thời cảnh báo Belarus là không nên giúp cho đồng minh của Nga giết hại thường dân Ukraine. Và kính thưa quý vị, người đứng đầu chính sách đối ngoại khối Liên Âu là ông Joseph Borrell đã cam kết là sẽ tiếp tục yểm trợ quân sự cho Ukraine. Quay sang một thông tin khác của tin quốc tế.
Người Pháp tuần hành ở Paris bày tỏ tình đoàn kết với phụ nữ Iran. Hàng ngàn người hôm Chủ nhật đã tham dự cuộc tuần hành ở Paris để bày tỏ tình đoàn kết với phụ nữ toàn cầu, lên án nhà lãnh đạo Hồi giáo Iran đã gây ra cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi vì đeo mạng che mặt lơi lỏng, không đúng quy định của luật Hồi giáo đầy khắc nghiệt. Đoàn người tuần hành từ trung tâm thủ đô nước Pháp, Place de la République, đến Place de la Nation. Cuộc biểu tình diễn ra sau các cuộc biểu tình của cộng đồng Los Angeles and Toronto cuối tuần qua, mang theo biểu ngữ kêu gọi mọi người tham gia cuộc cách mạng nữ quyền. Theo Tổ chức Nhân quyền Iran, viết tắt IHR, bất chấp sự đàn áp dã man của cảnh sát, làm chết tổng cộng 92 người. Người dân Iran tiếp tục xuống đường hầu như hàng ngày do phụ nữ dẫn đầu, đồng thời với các cuộc biểu tình của cộng đồng hải ngoại. Tổ chức ân xá quốc tế lên án chính phủ Iran đàn áp tàn bạo người biểu tình trên đường phố. Tuyên bố có bằng chứng cho thấy Tehran buộc gia đình các nạn nhân làm chứng chống lại người biểu tình. Tổ chức ân xá quốc tế Pháp kêu gọi chính phủ Paris và các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra độc lập và cuộc đàn áp ở Iran. Hãng hàng không Lufthansa yêu cầu hành khách tắt AirTags trong hành lý ký gửi. Thưa quý vị, hãng hàng không Lufthansa yêu cầu hành khách tắt các thiết bị theo dõi đặt trong hành lý, khiến cho loại vật dụng này trở nên vô dụng. Nhật báo Wirtschaftswoche vào tháng 8 cho biết, hãng hàng không của Đức đã coi các loại thiết bị điện tử của Apple như là AirTag, là một điện thoại di động, máy tính xách tay, là hàng hóa nguy hiểm, cần được tháo pin ra trước khi mà phi cơ khởi hành. Thực tế cho thấy là Apple AirTag trở vật dụng để giúp hành khách theo dõi hành lý trong mùa hè hỗn loạn đã dẫn đến hậu quả làm cho hàng ngàn hành lý bị thất lạc. Mới đây thì Apple AirTag đã theo dõi hành lý của hành khách bị thất lạc đã giúp cho cảnh sát khám phá hành vi trộm hành lý của hành khách tại nhà của nhân viên hàng không. Nghi can sau đó đã bị bắt và đã bị truy tố, thưa quý vị. Và sau đây là một bản tin đáng chú ý khác. Mỹ kêu gọi Đài Loan mua hỏa tiễn HIMARS để chống Trung Quốc. Sau những thành công của hệ thống hỏa tiễn HIMARS trên chiến trường Ukraine, Mỹ kêu gọi Đài Loan mua hệ thống hỏa tiễn này để đánh trả Trung Quốc trong trường hợp bị xâm lược. Theo The Telegraph hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 10, giới chức ngũ giác đài và Bộ Ngoại giao Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán với giới chức Đài Bắc và các công ty võ khí Mỹ về việc truyền dịch chiến lược. Và vào tuần trước, họ nhấn mạnh thêm một lần nữa thông điệp tại Hội nghị Kỹ nghệ Quốc phòng Đài Loan ở Virginia, với sự tham dự của ông Wang Xinlin, Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Rupert Hammond Chambers, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Đài Loan cho biết, Mỹ đang thúc ép Đài Loan mua thêm HIMARS, Mỹ đang thực hiện chính sách hỗ trợ an ninh Đài Loan theo hướng chỉ thị, chứ không phải đối thoại với Mỹ. Họ hành động rất gia trưởng khi cho rằng đây là những gì Đài Loan cần làm. Ông Hammond Chambers cảnh báo hệ thống hỏa tiễn HIMARS có thể phù hợp ở Ukraine và giúp đánh lùi một cuộc xâm lược trên biển, nhưng địa hình đồi núi của Đài Loan cần một chiến lược khác hơn. Quốc hội Mỹ đang theo dõi để thông qua các phần của dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan để hỗ trợ ngân khoản an ninh 6.5 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan trong 4 năm tới, một phần của kế hoạch mạnh mẽ hơn nhằm tăng cường võ khí cho kho dự trữ của Đài Bắc. Trước đó, vào năm 2020, Đài Loan đặt mua của Mỹ 11 hệ thống HIMARS và thời gian giao hàng dự trù là năm 2024. Quân đội Đài Loan quyết định tăng số lượng đặt mua HIMARS lên 29 chiếc vào tháng 8 năm 2022. Và kính thưa quý vị, Mỹ và Philippines đã mở cuộc tập trận ở Biển Đông. Lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ và Philippines đã cùng nhau tập trận tại bãi biển gần nơi đang có tranh chấp ở phía nam của Biển Đông, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với hơn 3.500 binh sĩ tham dự, theo AFP vào hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 10 đã cho biết như vậy. Đây là lần đầu tiên mà cuộc tập trận hải quân thường niên được tổ chức dưới thời của ông Ferdinand Marcos, tổng thống của Philippines. Ông Marcos đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với liên minh quân sự của Mỹ và Philippines vốn đã có từ mấy thập niên sau các rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm là ông Rodrigo Duterte. Hiện nay thì Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trải dài toàn bộ vùng biển, trong khi đó cả Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình.
Và các cuộc tập trận Kamandag, từ viết tắt của Philippines cho sự hợp tác của các chiến binh trên biển, bắt đầu diễn ra vào ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 10, và được tổ chức trên đảo Luzon, Philippines, cho đến ngày 14 tháng 10. Một trong những mục tiêu là cải thiện khả năng phòng thủ bờ biển của quân đội Philippines. Trong chuyến bay trinh sát quanh bãi biển Scarborough Shoal vào hôm 6 tháng 10, Philippines đã phát giác 6 tàu Trung Quốc, bao gồm là 4 tàu tuần duyên và 2 tàu dân quân đang di chuyển bên trong và xung quanh bãi đá san hô. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, thì Washington đã muốn duy trì liên minh an ninh với Philippines, bao gồm thực hiện hiệp ước phòng thủ chung và cho phép quân đội của Mỹ lưu trữ quân cụ tại một số căn cứ của Philippines. Kính thưa quý vị, cảnh sát San Bernardino bắt quả tang nghi can cài máy đọc thẻ ATM. Sở Cảnh sát San Bernardino, viết tắt là SBPD, khuyến cáo công chúng đề phòng máy đọc thẻ ngân hàng cài ở ATM sau khi một ngân hàng ở thành phố này phát hiện hai nghi can cài thiết bị đó. Cảnh sát đến ngân hàng Bank of America số 20211 đường East Highland sáng sớm thứ Năm khi camera an ninh trực tiếp cho thấy hai người đang cài thiết bị đọc thẻ và camera vào ATM. SBPD loan báo trên Twitter hôm thứ Sáu, ngày 7 tháng 10. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy chiếc camera rất nhỏ giấu bên dưới miếng nhãn bên hông máy ATM, đó để lưu số pin và thiết bị đọc thông tin thẻ nhét vào khe đúc thẻ vào. Chúng tôi khuyến cáo cư dân cẩn thận khi dùng máy ATM và luôn che bàn phím mỗi khi bấm số pin. SBPD cho hay, tháng trước, cảnh sát Grand Grove cũng gặp tình huống tương tự tại ngân hàng Bank of America khác. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, Thủy Tiên và Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Rồi đó.